chồng của mẹ mà. Bùm bùm. Chồng của mẹ. Chồng của mẹ. Chồng của mẹ mà. Chồng nè. Chồng của mẹ. Chồng của mẹ. Chồng mẹ. Chồng của mẹ mà. Con chứ. Chồng của mẹ mà sao tự nhiên thành chồng Mona? Chồng nè. Không được, cái này là chồng của mẹ. Sau khi thử thách lớn khôn chính thức xác nhận nam gia đình sẽ tham gia mùa 2, hình ảnh các bé xuất hiện bên bố mẹ một lần nữa khiến cư dân mạng thích thú. Trong đó, cô bé Boner, hot kid nhỏ tuổi nhất chương trình, gây bất ngờ khi được xem là phiên bản nhí của Phí Ngọc Hưng. Tuy cô bé được coi là ít nói, nhưng đối với ba mẹ cô bé vẫn luôn hoạt bát đáng yêu. Cụ thể trong một đoạn video được Trương Mỹ Nhân đăng tải, hình ảnh hai mẹ con cùng tranh sủng với bố khiến cộng đồng mạng một phen cười ngất vì sự đáng yêu của cô bé. Cô bé một mực khăng khăng cho rằng bố là chồng của mình. Và Trương Mỹ Nhân cũng không quên trêu con gái đây là chồng của mẹ, không phải chồng của Boner, khiến ai nấy cũng đều thích thú. Ngoài ra gia đình được khán giả quan tâm thời gian qua và cả gia đình Fabo Nguyễn, Vân Tiny. Một phần nguyên nhân dẫn đến sự thích thú mà khán giả dành cho hai gia đình nhỏ này có lẽ chính là bởi những tương tác rất tình cảm của Boner, con gái Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng và Corbin, con trai Fabo Nguyễn, Vân Tiny. Mới đây, nhà sản xuất chương trình lại tung thêm những khoảnh khắc rất ngọt ngào của hai nhóc tì. Không còn bỡ ngỡ như thời gian đầu mới làm quen, gặp gỡ, Boner và Corbin dường như đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Qua hình ảnh ghi lại, Boner không ngại ngần ngồi cùng Vân Tiny và trao nụ hôn tình cảm cho cô. Khi đi trên đường, Corbin cũng nắm chặt tay cô em út của chương trình và tỏ ra rất thân thiết. Hình ảnh Boner quấn quýt cùng với gia đình của Fabo Nguyễn đã nhanh chóng khiến khán giả thích thú và mong đợi Boner, Corbin tương lai trưởng thành sẽ trở thành những người bạn thân thiết hay thậm chí có mối quan hệ gắn bó hơn cả tình bạn. Phản ứng của khán giả chương trình dường như là điều có thể dự đoán được bởi trước đó phiên bản nữ nhi của Phí Ngọc Hưng và cậu quý tử nhà Fabo vốn là những hot kid trên mạng xã hội, được nhiều người mến mộ. Cả hai nhóc tì đều sinh ra trong gia đình có những vị phụ huynh nổi tiếng, Trương Mỹ Nhân được biết đến như một á hậu, người mẫu, diễn viên nổi tiếng với nhiều bộ phim như Vua Bánh Mì, Duyên Kiếp. Đến khi con gái tròn 2 tuổi, cô mới chính thức công khai với khán giả cũng như nói nhiều hơn về mối quan hệ giữa mình và Phí Ngọc Hưng. Dù từng có thời gian dạn nứt, thế nhưng sau đó họ đã cho nhau cơ hội quay trở lại và giờ đây đã là một trong những gia đình được khán giả mến mộ. Tương tự với độ nổi tiếng của Trương Mỹ Nhân, Fabo Nguyễn cũng không phải cái tên xa lạ với công chúng. Fabo là con trai duy nhất của ông chủ điện tử Sài Gòn. Năm 2015, anh cưới Vân Tiny và sau đó, cả hai đón con trai đầu lòng là Corbin hiện tại. Ngoài công việc kinh doanh, Fabo nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, xoay quanh những thú vui xa xỉ như sưu tập giày, đập hộp quần áo, đồng hồ hàng hiệu. Mặc dù giàu có nhưng Fabo Nguyễn lẫn Vân Tiny đều có lối nói chuyện hết sức gần gũi, thân thiện, đó cũng chính là lý do họ được rất nhiều người theo dõi, mến mộ. Qua chương trình thực tế lần này, gia đình của Fabo Nguyễn càng được công chúng biết đến, yêu mến nhiều hơn. Đáng yêu. Để ý hai tên Tuấn Anh nhiều đẹp trai nha. Thường thường tên Tuấn Anh đẹp trai, Tuấn đẹp trai, còn con gái kiểu như là tên Trang ấy. Là xinh. Bồn cũ anh tên Trang hả? Đấy là theo người ta chiêm nghiệm như thế. Wow. Không, thực ra anh làm được. Anh làm được mà. Anh còn làm cho cả em lên như này luôn, nếu em muốn. Thôi anh để. Đầy mê ha. Khủng long là biết cái không bình. Đỉnh thiệt. Con để ra Corbin đáng đồng tiền bát gạo hả? Yêu quá xỉu. Đáng yêu. Để ý hai tên Tuấn Anh nhiều đẹp trai nha. Thường thường tên Tuấn Anh đẹp trai, Tuấn đẹp trai, còn con gái kiểu như là tên Trang ấy. Là xinh. Bồn cũ anh tên Trang hả? Đấy là theo người ta chiêm nghiệm như thế. Bồn cũ anh tên Trang, anh có chiêm nghiệm nhiều bồn cũ tên Trang. Ôi giống Mona quá. Giống nha. Mấy cái này rất giống Mona luôn. Mona cũng hay kiểu vậy á. Cái này mẹ dặn không? Có nhớ không? Đâu ghi nhớ cho mẹ coi coi. Ok. Ok. Bây giờ đứng đây đợi mẹ một xíu, mẹ vào bếp mẹ lấy cái ly nước xong mẹ ra liền nha. Không sao, đi đâu? Đi cùng luôn. Chạy theo ngay. Xem mở không? Thật ra là ở nhà của mình cho nên là tự tin hơn, thoải mái hơn. Mẹ thì
chồng chán đời thế. Mẹ đúng kiểu mới ngủ dậy luôn. Sao buồn cười thế hai chị em. Năm nay con 2 tuổi rưỡi, thuộc cung sư tử, thích chạy nhảy và được mệnh danh là em út nhiều sức hút của thử thách lớn khôn mùa 2. Đây chính là mẹ Trương Mỹ Nhân xinh đẹp của con. Mẹ là người mẫu nè và mẹ còn hay đi diễn phim nữa đó. Còn đây là ba Phí Ngọc Hưng của Bona. Ba Hưng cũng đi diễn phim giống mẹ. Mắc ngoài ra, ba còn là chủ của một tiệm thời trang cực kỳ chất. Tôi đang mặc áo, tôi đang mặc áo của chồng tôi làm chủ đây các bạn. Vậy mẹ Bona lại tranh thủ chạy đi đánh một giấc nữa thôi. Ra rất là diễn xuất luôn á, cô bé diễn xuất. Bây giờ á, mình phải đổi cái này với xe hơi. Không chịu không? Nhiều thế. Mất cái xe đấy. Không bị mất cái xe này luôn á. Không, không. Bây giờ phải làm sao? Không được. Không được. Bây giờ mình phải cho người ta cái xe này. Đổi lại mình sẽ được cái hộp trang điểm này. Đổi, nhìn đẹp quá mê. Khỏe lắm á. Khỏe. Hôm nào cũng luyện rồi đấy. Hôm nào cũng luyện vậy thì hay hôm nào mà từ... làm hôm nào anh thì được làm cho Bona như này nhá, đồng ý không? Anh mẫu anh có chuyên môn. Wow. Không, thực ra anh làm. Wow. Được. Anh làm được mà. Anh còn làm được cho cả em lên như này luôn, nếu em muốn. Thôi anh để em tập trung đỉnh quá. Em xem rồi mà, mấy lần mình xem bên ngoài rồi mà. Nhưng mà đâu có chống được cái đó. Như vậy luôn, anh xem rồi. Đến năm 2016, bé còn hùng tâm ra đời. Trời ơi, từ nhỏ là đã luyện được vậy rồi hả? Đỉnh thật á, bảo sao rắn đổi thế. Ui, đỉnh á. Thật ra là hai anh có thể làm đều đổi như vậy. Đúng rồi. Thì Ngọc Mai còn là một giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Ô, giỏi quá vậy. Mà cho cô ra sang học kệ. Em gái đấy. Đánh răng mỗi ngày. Em có yêu thương không? Em có yêu thương. Anh hỏi sầm xí quá nha. Ủa đi học á? Đi học mà. Ủa quay chương trình là đi học hay sao? Giờ mới thấy cười á nhờ. Từ đó giờ mới thấy cười. Không lừa được đâu. Dụ dỗ hả? Để xem. Ủa? Cũng tò mò. Có lay động trước những lời dụ dỗ từ chú Tim. Suy nghĩ nên như nào đây? Tôi không biết rồi.